Vâng, một lần nữa xin gửi lời chào tới toàn thể quý anh chị khách hàng cùng quay trở lại với kênh YouTube Việt Thế Chất với hotline tư vấn là 0968228889. Và ngày hôm nay thì em Việt sẽ mang tới cho các bác với một mẫu sedan hạng B được rất là nhiều người yêu thích và quan tâm. Bởi thứ nhất là form dáng thiết kế đẹp, cái thứ hai là đây là một trong những chiếc xe hạng B mà có thể nói là được trang bị nhiều công nghệ, nhiều tính năng nhất trên thị trường hiện nay. Và thực sự với một chiếc xe còn nguyên zin nguyên bản mà mức giá hiện tại để các bác có thể sở hữu chiếc xe này thì vô cùng hấp dẫn. Chỉ với 410 triệu đồng cho một chiếc Accent phiên bản ATH đặc biệt động cơ máy 1.4 được sản xuất năm 2018. Chiếc xe này thì mới lăn bánh được chuẩn 7 vạn km nhé. Bao zin các bác từ A đến Z không một lỗi nhỏ. Xe không đâm xô, không tai nạn, không thủy kích. Vậy thì chi tiết chất lượng chiếc xe ra sao thì ngay bây giờ xin mời các anh chị chúng ta có thể cùng em dành ít phút để theo dõi và đánh giá tổng thể về chiếc Hyundai Accent bản đặc biệt ATH này. Đầu tiên thì các anh chị chúng ta có thể nhìn ngay vào cái phần đầu xe. Có thể nói là Accent cũng là một trong những mẫu xe hạng B có thiết kế rất hiện đại và trẻ trung. Với cặp đèn pha thì các bác nhìn này, nó được trang bị bóng đèn bi projector kết hợp với giải đèn LED định vị ban ngày. Và xe chuẩn thì các bác nhìn là những đường viền đèn không có khe hở, hay kể cả những đường mép trên cabo hay là ở trên bữa phần cản trước và thân xe nó có không bị hở, không có những vết bả sơn si, đúng không ạ? Thứ hai nữa là các chị để thấy là thiết kế phần đầu xe cũng khá là thể thao với những cái đường gân dập nổi ở mặt ca lăng hay là ở phần đèn gầm. Đó, rất ok về phong dáng thiết kế của dòng xe này. Xi nhan được tích hợp trên gương. Ngoài ra thì với phiên bản đặc biệt ATH thì các bác sẽ có một bộ la răng 5 chấu cỡ lớn hình ngôi sao thửa riêng phay rất đẹp các anh chị nhá. Các bác có thể thấy là xe nó chạy ít, chạy chuẩn 7 vạn, đâm ra là kể cả cái lốp bên trong các bác nhìn. Đấy, cái cụm phanh bên trong nó vẫn còn rất là mới. Đấy, lốp lắp gai cũng còn dày nhá. Ok chưa ạ? Chúng ta có tay nắm cửa mạ chrome tích hợp cảm biến khóa mở. Và tổng thể bên ngoài, vâng, tổng thể ngoại thất chiếc xe này thực sự cũng còn rất ok khi mà sơn si bên ngoài đẹp. Chúng ta về không phải làm gì, viền chân kính lẹp chrome. Đấy, các anh chị nhìn này. Đấy, những đường này nó phải đều liền lạc, nó không có bị xô lệch, không có bị vết gợn, thì điều đó chứng tỏ chiếc xe không bị đâm đụng, không bị va chạm các chị nhá. Và Accent thì cũng là một chiếc xe đi rất tiết kiệm nhiên liệu, với mức tiêu hao theo công bố của nhà sản xuất thì các bác có thể thấy là nó chỉ ăn có 5,86 lít xăng cho 100 km hỗn hợp, đường hỗn hợp. Còn đường ngoại đô thị con này ăn có 5,11 lít xăng, không quá nhiều với một chiếc sedan hạng B, đúng không ạ? Phần đuôi phía sau thì chúng ta thấy nổi bật đó chính là cụm đèn hậu được thiết kế với full bóng đèn LED rất là đẹp này. Đấy, và phiên bản này chúng ta có cảm biến cảnh báo va chạm phía sau nhé. Đấy, xe màu trắng, nội thất hai màu. Đó, rất ok. Và các bác có thể ngắm chọn cái ngoại hình của chiếc xe này trước khi em sẽ quay bác chúng ta cùng tham khảo với nội thất bên trong. Đấy, đèn các bác nhìn này, 28. Đấy, nhưng mà chất lượng của nó thực sự là còn rất là tuyệt vời này. Đó, ok chưa ạ? Và các anh chị chúng ta có thể nhìn thấy là từ cái la răng này. Đấy, hai cụm phanh này. Xe trang bị 4 phanh đĩa đều hỗ trợ ABS các chị nhé. Và tay nắm cửa mạ chrome tích hợp cảm biến khóa mở. Và đây các anh chị có thể ngắm chọn ngoại thất của chiếc xe này giúp em. Đấy, quá đẹp luôn, gần như là anh chị ta về chúng ta không phải làm gì. Đấy, chỉ việc đổ xăng là chạy thôi. Đấy, cái đèn xe nó đẹp, các bác nhìn. Đấy, nhìn cái đèn nó đã trong suốt như pha lê rồi. Đó, vâng, xe thì vừa đăng kiểm xong nhé. Các bác thể thấy là đăng kiểm đến tháng 5 năm 2024. Đấy, xe này thì bên em đang rút hồ sơ, vì gần như bây giờ thì tất cả các xe khi mà mua về thì đều phải rút hồ sơ. Đấy, vì họ sẽ thu lại biển. Đấy, nên là bên em rút hồ sơ trước để các anh chị ta có thể là vào tên chính chủ cho vào một nút nhạc. Ok chưa ạ? Vâng, vậy thì ngoại thất chiếc xe đã thực sự rất ổn áp. Bây giờ chúng ta hãy cùng em mở cửa và đi vào khám phá nội thất bên trong của chiếc Hyundai Accent này. Vâng, nội thất bên trong của chiếc xe thì với ghế da hai tông màu, màu ghi và màu kem. Mà các bác có thể thấy là dù sản xuất năm 2018 mà chiếc xe này mới lăn bánh được 7 vạn nên là nội thất bên trong của nó còn khá là mới. Vâng, các anh chị để thấy là chất lượng ghế da của nó này. Xuất hiện rất ít vết nhăn. Đấy, và da nó sáng màu, nó không bị ố, bị vết bẩn. Đấy, và không bị sờn, bị rách cái chị nhé. Đây, cái chị từ ghế ở má ghế này. Đấy, và tất cả từ cái móc khóa hay từng ốc bản lề cửa này. Đấy, tất cả tem mác các bác nhìn cho em, nguyên zin như bản từ A đến Z nhé. Đây. Đấy, quay cho anh chị rất là rõ nét. Và đây, bản tapi cánh cửa các bác có thể thấy là chủ nhân người ta đi cũng rất là giữ gìn. Xe này chuẩn xịn sò gia đình nhá. Người ta không đi chạy dịch vụ của dòng này. Đấy, một kính auto và các bác nhìn là những phím bấm của nó này. Theo thời gian, nhưng mà nó led căng, tay nắm cửa mà chrome. Đây các bác thể thấy này. Đấy, tất cả tem mác nguyên zin nguyên bản từ A đến Z. Và dù là một mẫu xe hạng B nhưng mà có thể nói đây thực sự là một chiếc xe được trang bị nhiều công nghệ nhất trong khúc của mình. Các bác thể thấy là vô lăng của nó tích hợp rất là nhiều những phím bấm, với nghe thoại rảnh tay, điều khiển giọng nói, tăng giảm âm lượng, tắt âm. Ngoài ra thì với chiếc xe phiên bản đặc biệt thì các bác chúng ta sẽ có tính năng ga tự động Cruise Control nhé.
Đấy, ngoài ra xe được hỗ trợ cân bằng điện tử chống trượt này. Và mức công tơ mét hiện tại các bác nhìn nó đang lăn bánh là chuẩn 7 vạn. Chuẩn 7 vạn các bạn. Đấy, xe ngoài ra xe còn có đề nổ thông minh, màn hình cam lùi, nổ máy cho các bác nghe này. Đó, máy nổ rất là êm. Đấy. Đấy, các chị thấy là thông số hiển thị rất rõ nét. Đây có một cái màn hình này, hệ thống điều hòa của xe là một vùng thôi, nhưng mà có auto này. Đấy, các chị thấy các chi tiết cái phím bấm của nó còn rất là mới. Đó. Và đây chúng ta có cam lùi nhá, rất là rõ nét này. Ngoài ra trên này anh chị ta đặc biệt là với phiên bản này các bác có cả cửa sổ trời. Đấy, và hạng B, Vios thì không có cửa nóc đâu. Vios City các bác thấy không có cửa nóc nhưng mà Accent thì nó lại có. Nên là tại sao thì các bác thấy là trong thời gian vừa qua thì Accent mới là cái mẫu bán chạy nhất trong phân khúc hạng B tại Việt Nam mà không phải là Vios. Đấy, anh chị ta còn có cả bản đồ nhá, định vị luôn. Phải nói là một chiếc xe hạng B nhưng mà gần như là tiệm cận sang phân khúc xe hạng C rồi. Với những tính năng và công nghệ như này. Đấy, trần thì cũng được giữ rất là sạch đẹp, các bác nhìn giúp em này. Đấy, có đèn trần. Đó. Và tiếp tục thì các anh chị ta thể đi về cái hàng ghế sau. Thì đây, quay cho các bác cái hàng ghế thứ hai. Thì các bác thể thấy là chiếc Accent này sẽ mang lại chúng ta một cái không gian hàng ghế sau khá là rộng rãi, đủ chỗ các anh chị ta ngồi thoải mái ba người lớn chứ không phải là hai người lớn một trẻ em đâu. Đấy, khoảng để chân cũng rất ok nhá. Đấy, và chất lượng ghế da zin nguyên bản của nó theo xe này, các bác nhìn này. Vẫn còn rất là đẹp. Nó không xuất hiện nhiều vết nhăn, nó không bị sờn, bị rách và bị bẩn. Đấy, và kể cả trên khu vực bảng tapi cánh cửa các anh chị thể thấy giúp em. Đấy, và con này thì cam kết là không mất 1 cm keo chỉ nào nhé. Đấy, xe rất đẹp luôn, bao zin nguyên bản. Các anh chị nào cảm thấy lăn tăn chất lượng các anh chị hoàn toàn có quyền là đem đi check hãng trước khi mà chúng ta giao dịch với chiếc xe này. Đấy, và tiếp tục là chúng ta có thể kiểm tra tới cái phần cốp phía sau. Thì các anh chị thể thấy là vào một chiếc xe hạng B nhưng mà cốp sau thì vẫn đủ rộng rãi để cho các bác có thể mang được 3-4 cái vali trong những chuyến đi của mình, đúng không ạ? Đấy, và độ zin nguyên bản thì các anh chị nhìn này, từ con ốc này. Đấy, tất cả nguyên zin nguyên bản từ A đến Z nhé. Đây. Không một tì vết luôn. Đó, rất đẹp. Và phía dưới này thì các bác sẽ có đồ đạc kích thay thế này. Lốp láp này. Đấy, kích là nguyên zin bản, mà quan trọng nhất là tôn sắt xi các bác nhìn này. Đấy, tấm này nó hơi mục một chút không sao nhé, em có thể thay thế cho các bác. Đó, rất ok luôn. Đấy, và đây, tiếp tục quay cho anh chị chúng ta bản tapi cánh cửa bên phía này. Vâng. Xuất sắc luôn. Đó. Tất cả các chi tiết của xe này. Này, từ cái móc khóa này. Vâng, vậy thì chất lượng chiếc xe các bác đã có thể đánh giá được rồi đúng không ạ? Và bây giờ em sẽ mở cho các bác cái phần là lắp cabo và chúng ta kiểm tra tới phần động cơ của em nó các chị nhá. Vâng, vậy thì đây là khoang động cơ với cỗ máy 1.4 rất là nổi tiếng của chiếc Hyundai Accent. Cái dòng động cơ này thứ nhất là các bác thấy nó đã khẳng định được chất lượng tại Việt Nam rồi qua rất nhiều năm, chứ không phải trong một vài năm gần đây. Con này thì các anh chị thể thấy này, ra máy tươi là một chạy có 7 vạn, cái hai nữa các anh chị thấy là từng lốc vẫn còn nguyên vạch sơn nhá. Đấy, các bác đây. Đấy, gioăng dàn cò đây. Con này bao zin nguyên bản các bác từ A đến Z. Đấy, để anh chị chúng ta yên tâm. Nói chung là nếu mà các bác còn cảm thấy lăn tăn về chất lượng thì các anh chị hoàn toàn có quyền là đem đi check hãng nhá. Đấy, trước khi chúng ta giao dịch với chiếc xe này. Nguyên zin nguyên bản. Đấy, không một tì vết luôn các bác này. Đó, cái chi tiết các bác nhìn giúp em. Đó, xem như này thì các bác đã cảm thấy chất lượng đã ok chưa ạ? Vâng, vậy thì ngày hôm nay với mức giá là 410 triệu đồng dành cho chiếc Hyundai Accent phiên bản đặc biệt ATH 2018 này. Quý anh chị nào chúng ta yêu mến và quan tâm thì các bác có thể là trực tiếp nhau máy và alo cho em Việt theo hotline 0968 22889, hoặc đến với địa chỉ trực tiếp showroom bên em ở số 175 đường An Định, thành phố Hải Dương để lái thử và cảm nhận chất lượng chiếc xe các anh chị nhé. Một lần nữa thì cảm ơn các bác đã cùng theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc các bác một ngày mới thật vui vẻ và ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới về tại kênh YouTube Việt Xe Chất.